Xin chào quý cô bác cùng toàn thể anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Nhi TV Vlog nhé. Thì hôm nay Nhi làm cái clip này thì Nhi gửi đến cái anh giám đốc bất động sản. Thì trong 10 giờ trước thì Nhi cũng có xem một cái clip của cái anh giám đốc mõm bất động sản. Thì anh lên trên không gian mạng. Mõm anh ấy thì kêu là anh ấy, có thể là anh ấy lên anh ấy làm những cái việc có ích và giúp ích cho không gian mạng. Và anh ấy lên anh ấy bảo là anh ấy lên anh ấy phản biện lại những cái người mà gọi cho là xuyên tạc và bịa đặt và lừa đảo trên không gian mạng. Thì hôm nay thì em làm cái clip này thì anh cho em mạo phép phải không? Em hỏi anh một số cái những cái vấn đề như sau. Thì anh bảo là sai thì cứ việc phản biện phải không? Thì em phản biện này anh một cái clip như này. Thì không hiểu là anh đã giúp được cái gì trong cái drama này. Và anh đã phản biện, anh đã đưa được ai ra chưa? Anh đã tìm được ra những ai là cái người lừa đảo chưa? À, anh giám đốc bất động sản. Em hỏi anh như này nhé. Thế có ai mật ong rừng ngày nào cũng kiếm ra 70 lít không? Và cái mật ong rừng bán 1,2 triệu một lít. Thế tại sao? Và lý do gì? Cái việc đấy là cái việc lừa đảo trên không gian mạng. Lý do và tại sao? Sát mấy anh như vậy hả? Gần gặn mấy anh như vậy. Sao anh không vạch ra cái sự thật đấy? Của lạc luộc, của lạc trôi đấy. Hả anh giám đốc bất động sản? Em hỏi anh, thì đấy có phải là lừa đảo trên không gian mạng không? Có phải lợi dụng vào khán giả không hả anh giám đốc bất động sản? Anh chia sẻ cho khán giả, anh nên anh bảo là anh có văn học phải không? Anh có ăn, anh có học. Nhưng mà em thấy anh phát những câu ngôn ra ấy, là cái dân chợ búa nhỉ? Tại sao em hỏi dân chợ búa? Bởi vì anh mày, anh tao. Và anh nên anh nói như thế. Thì em thử hỏi anh, liệu anh có dạy được con trẻ sau này không? À, cái anh giám đốc bất động sản. Thế nếu như bây giờ con cháu và con trẻ người ta học hỏi theo anh phải không? Gọi là mày tao. Thì anh nghĩ sao? Cái thứ hai đó thì em muốn gửi đến anh nhìn này. Anh bảo trên không gian mạng là anh là cái người không khoe khoang, không thế nọ, không thế kia phải không? Nhưng mà anh lên trên không gian mạng em chỉ thấy câu trước câu sau thôi. Là anh lại bắt đầu anh khoe khoang anh là giám đốc nọ giám đốc kia. Anh khoe khoang là anh quen người nọ, anh quen người kia. Ha? Thì em hỏi anh thì đấy có phải là anh khoe khoang không? Có phải anh đang diễn môi, anh diễn mõm không? Anh giám đốc bất động sản. Anh chia sẻ cho khán giả, chia sẻ cho mọi người xem nào. Có phải không ạ? À? Có phải đấy là đang diễn môi, diễn mõm không anh? Anh chia sẻ cho khán giả, cho mọi người thì cái gì trước sau thì anh phải nói như một chứ. Anh lên trên không gian mạng thì em phản biện anh này. Cái thứ nhất là mình cũng có tuổi rồi. Đầu mình cũng hai thứ tóc rồi. Làm sao mình chia sẻ, mình dẫn dắt cho khán giả. Mình nói được thì mình phải làm được. Chứ anh nói xong anh lại để đấy phải không? Hay là anh lại mau quên? Anh bảo là anh nên anh gọi cho anh tìm tòi ra phải không? Anh vạch ra những cái sự thật. Và anh nên anh gọi cho chúng, gọi cho là lừa đảo. Và chống thế nọ, chống thế kia. Thế anh đang chân chống hay là anh đang chống cái gì? Hả? Mà anh lên trên không gian mạng, cái việc nó lừa đảo, lạc luộc, lạc trôi ấy, ngay trước mắt anh đấy phải không? Tại sao anh không vạch ra cái sự thật ấy đi? Em cũng chỉ là một khán giả, em cũng chỉ là một cái người ngoài cuộc thôi. Nhưng em hỏi anh rồi chưa? Giám đốc gọi cho bất động sản. Anh hãy chia sẻ cho khán giả mọi người biết. Thì có bao giờ có cái mật ong phải không? 1,2 triệu một lít không? Hả anh? Anh chia sẻ cho khán giả, cho mọi người, anh phải chia sẻ đúng chứ. Anh dẫn dắt cho khán giả thì cái gì anh phải chia sẻ nó đúng, nó sự thật. Cái việc lừa đảo đấy nó đang sát sườn mấy anh phải không? Nó ở ngay trước mõm anh ấy. Tại sao anh không dám phản biện lên? Anh không đưa ra những cái đấy mà anh lên trên không gian mạng phải không? Em thấy anh khua môi múa mõm phải không?
anh bảo là anh là người nọ, anh là người kia, anh quen chỗ nọ, anh quen chỗ kia. Em xin thưa mấy anh giám đốc nhà này, quen ai thì quen thôi. Thứ nhất là nó phải văn minh, nó phải lịch sự, nó phải để cho người khác, để cho con trẻ và các cháu nó noi theo và nó học hỏi. Chứ ai này học hỏi anh làm cái gì? Anh lên trên không gian mạng, anh khua môi, anh múa mõm phải không? Anh diễn trò, anh bảo là anh là người thế nọ, anh là người thế kia. Anh là giám đốc hay là giám đốc hay là giám đất ở anh? Ha? Anh nên anh nhìn xem cái phòng của anh, phòng giám đốc của anh nhìn giống như ổ chuột không? Hả anh giám đốc? Anh thử nhìn xem. Anh thì chia sẻ cho khán giả cái gì thì chia sẻ nó đúng chứ. Chứ em nhìn thấy giám đốc cái gì người ta ở những cái phòng, ngồi những cái phòng làm việc nó đẹp đẽ chứ phải không? Ai giám đốc như anh vậy không? Em thấy nhìn như kiểu ngồi trong ổ lợn, ổ chuột đấy anh ạ. Chứ giám đốc cái gì? Anh nên anh khua môi, anh múa mõm vậy không? Anh bảo cái nọ, anh bảo cái kia. Em xin thưa mấy cái anh giám đốc bất động sản như này. À, người ta có thì người ta không khoe khoang đâu, và người ta không khoe như vậy như anh đâu. Anh nên anh cũng lại gọi cho là thùng to, là cái thùng kêu rỗng thôi. Anh bảo anh là giám đốc nọ, giám đốc kia, có biết tôi là ai không? Anh khua môi múa chiêng hay làm cái gì? Anh nhìn lại, gọi cho soi lại xem cái gương đằng sau lưng anh ấy. À, anh nhìn anh ở xem có giống cái chỗ, giống cái ổ chuột không? Ha? Mà anh lên trên không gian mạng anh khoe khoang thế nọ, khoe khoang thế kia. Anh ăn nói thì gọi cho là cứ mày mày tao tao thôi. Thì em là cái lớp trẻ thì em cũng nhìn nhận được ra anh là cái con người có kiến thức hay không, và có học hỏi hay không, và anh là cái con người có văn minh lịch sự hay không. Anh lên trên không gian mạng anh còn mỉa mai phải không? Anh còn khịa lọ khịa kia. Các cụ nó có câu rồi, tâm thì sinh tướng. Thì cái tướng của anh thì có tướng gì? Ha? Anh chia sẻ cho khán giả, anh phải chia sẻ hay, chia sẻ phải đúng. Anh lên trên không gian mạng anh bảo là anh có thể giúp đỡ được cái loại, giúp đỡ được cái kia. Thì anh đã giúp được cái gì? Anh chia sẻ được cái gì hay chưa? Anh lên trên không gian mạng anh gọi cho bằng đấy tuổi đầu rồi. Anh mang vẫn mang cái tính chất anh ăn nói gọi cho hàm hồ và hồ đồ. Anh bảo là dạy con cháu văn minh lịch sự phải không? Và giúp những cái nọ, giúp những cái kia. Cái bản thân anh đã giúp được chưa? Ha? Anh lên trên không gian mạng anh còn đang nhặt view, nhặt like. Giám đốc cái gì hả anh? Anh chỉ là một con gián đất thôi, thì nghe nó còn được. Anh khua chiêng, anh múa mõm phải không? Em xin thưa mấy anh giám đốc nhà này. Đối với em ấy, giám đốc hay là tổng giám đốc hay là cái gì cũng không bình thường. Vì người ta giám đốc hay gián đất ấy, thì người ta có, người ta chả khoe như anh đâu. Những cái thùng to là cái thùng kêu rỗng. Và những cái người khua môi múa mõm ấy là những cái người gọi cho chả có cái gì cả anh ạ. Anh nên anh thì còn mỉa mai thế nọ, anh mỉa mai thế kia. Em nói thật mi anh ấy, ăn không lên tiếng, nói không lên lời. Anh nên anh nhìn xem những cái phát ngôn và những cái luận điệu của anh chưa? Anh xem những cái con người của anh đã lịch sự mà chưa? Cái con người của anh nó đã gọi cho là như kiểu cái mõm của anh lên trên không gian mạng anh sủa chưa? Nó đã giống như anh chưa? Ha? Nó đã giống như anh nên anh lập luận chưa? Hay là anh cũng chỉ lên anh khua chiêng thôi? Ha? Hả? Cái anh giám đốc bất động sản gì đấy? Anh thì lên anh chia sẻ cho khán giả, anh chia sẻ cho mọi người để con cháu người ta còn học hỏi chứ. Chứ anh chia sẻ theo cái kiểu này ấy, thì em thấy nó ối giời ơi quá. Tại sao mà lại gọi cho là giám đốc như anh phải đi ôm chân, phải đi lịnh hót như vậy? Thì chắc anh phải biết chứ. Có phải là anh đang đi ôm chân mà anh đang đi lịnh hót không? Em ấy thì em sống em không bày đàn với anh ạ. Em đang lập luận lại những cái phát ngôn của anh ra, những cái câu từ của anh ra, xem anh đã đúng chưa. Cái người nó đang lừa đảo trước mặt anh đấy, anh bảo anh đang đi tìm tòi, anh vạch ra phải không? Thế anh đã vạch ra chưa? Hả? Mà anh lên anh khua chiêng, anh múa mõm,
Anh bảo là anh là thế nọ, anh là thế trai. Thì anh thử nhìn nhận lại xem anh đã giúp được cái gì cho mọi người chưa? Ha? Bằng đấy tuổi đầu rồi, đầu hai thứ tóc rồi. Anh chia sẻ, anh dẫn dắt để cho con cháu lớp trẻ sau này là học hỏi. Thì anh không làm. Nhưng anh nên anh phát những cái câu ngôn mày này, tao này, xong thế nọ, xong thế trai. Anh nên anh khua chiêng, anh múa mõm phải không? Anh khoe khoang. Anh là dán đất nọ, dán đất kia. Xong anh là người nọ, người kia. Anh khoe khoang cái đấy làm cái gì hả anh? Nếu như dán đất thì người ta phải ngồi cái bàn làm việc lịch sự. Nhưng anh nhìn xem cái phòng làm việc của anh ấy. Ha? Anh nhìn chưa? Anh nhìn xem nó có giống cái gọi cho cái ổ chuột chưa? Hả anh dán đất? Mà lên trên không gian mạng này mà anh cũng gọi cho là khua chiêng múa mõm phải không? Đúng là gọi cho là mạng thì ảo thật. Mà anh lên trên không gian mạng, anh có thể là anh phát ngôn ra những cái câu từ. Thế anh thử xem. Thế em hỏi anh, thế liệu con cháu nhà anh nó học được hỏi theo anh như thế như nào? Thì liệu anh có dạy bảo được không? Anh nói trong những cái câu từ đấy liệu có cái con người của anh là như thế nào? Hả? Mà anh lên trên không gian mạng anh có thể dạy bảo được ai? Ha, đến bản thân anh còn chưa sạch sẽ thì anh dạy bảo được ai? Hả, anh dán đất. Anh chia sẻ cho khán giả, chia sẻ cho mọi người xem nào. Cái con người của anh như thế thì anh dạy bảo được ai? Hả? Và ai phải học hỏi anh? Thì chắc chắn anh phải biết chứ. Thế nào ngày hôm nay thì em làm cái clip này, em thấy nó chướng tai gai mắt quá. Và em thấy những cái luận điệu của anh ấy, anh gọi cho anh phát ngôn ra, thì em thấy thì nó gọi cho nó chua lắm anh ạ. Nó không được hay, không được đẹp. Nên anh có xem cái clip này của em ấy thì anh cứ lên tiếng đi nhé. Em lúc nào em cũng luôn sẵn sàng, em đợi anh. Và tiếp gọi cho những cái câu chuyện của anh. Anh giám đốc bất động sản nhé. Thì em xin chào anh, xin hẹn gặp lại anh ở những clip tiếp theo, để em học hỏi được cái cách nói chuyện của anh giám đốc ấy anh nhé. Xin chào anh.